Vâng, xin đồng nhiệt chào mừng toàn thể quý vị đến với kênh YouTube của Luận Japan. Và hôm nay thì Luận sẽ chia sẻ cho cả nhà chúng ta một cái khái niệm về an vui. An vui chính là nguồn năng lượng của trí tuệ, cũng chính là an vui. Khi mà chúng ta có được an vui, tức là chúng ta cũng đã là một phần của tâm thái. Tâm thái của chúng ta có được cái tâm thái an vui là một cái một phần trong người giàu tâm thái, trong cái bộ an vui bao dung trân trọng biết ơn. Và theo như Luận được cao nhân chỉ điểm trong triết lý giáo dục tận gốc, thì an vui là trạng thái nhận thức nội tâm xuất phát từ sự chân thật nơi chính mình, xuất phát từ nghe thấy nói biết mà không dính mắc vào lớp tánh lớp tình của nội tâm. An vui là trạng thái nhận thức nội tâm mà khi đó tánh tham, tánh tưởng về tài hay về sắc hay về danh hay về thực hay về thùy được buông dừng thôi dứt. Và an vui là một trạng thái nhận thức nội tâm, biết mình đang nghe, biết mình đang thấy, biết mình đang nói, biết mình đang biết. Người mà đạt được cái tâm thái an vui ấy là người sở hữu đủ đầy hay không sở hữu đủ đầy vật chất, thỏa mãn, tánh tham, tánh tưởng cũng không còn là yếu tố quyết định của sự vui vẻ. Người đạt tâm thái an vui khi là khi nghe và thấy vấn nạn của đối phương, là khi đó chỉ biết mình đang nghe, biết mình đang thấy. Người đạt tâm thái an vui là người thấu triệt ba cái câu hỏi quan trọng đời người. Ba câu hỏi quan trọng đời người là: câu hỏi thứ nhất, ai là người quan trọng nhất? Việc gì là việc quan trọng nhất và thời điểm nào là thời điểm quan trọng nhất? Thì người đạt tâm thái an vui ấy là người thấu triệt được ba câu hỏi này. Ai là người quan trọng nhất đối với mình? Chính là cái người đang đứng trước mặt mình. Ví dụ như đây Luận đang nói cái video này thì chính quý vị khán giả đang xem video này là người quan trọng nhất đối với Luận, và Luận đang nói video này cho các quý vị khán giả. Thế thì cái người mà đang ở trước mặt mình đang làm việc trực tiếp với họ, hoặc mình đang nếu như mà mình không có làm việc trực tiếp với họ nhưng mình đang nghĩ đến hay đang hành động hay đang có một cái bất kỳ một cái việc gì đấy đang liên quan đến họ, thì hãy đặt cái đó là người quan trọng nhất. Việc gì là việc quan trọng nhất? Thì việc chính tại thời điểm bây giờ, tại thời điểm hiện tại là việc quan trọng nhất. Và thời điểm nào là thời điểm quan trọng nhất? Thì chính là cái thời điểm hiện tại, thời điểm ngay bây giờ là thời điểm quan trọng nhất. Khi mà chúng ta thấu triệt được ba cái câu hỏi đời người, quan trọng của đời người như này rồi ấy, thì chúng ta luôn luôn sống được với hiện tại của chúng ta. Chúng ta không còn hoài niệm, hối tiếc về quá khứ hay là mơ hồ ở tương lai nữa, mà chúng ta sống với chính hiện tại của chúng ta. Đó. Thì quay trở lại về cái khái niệm về an vui. An vui nó là một trạng thái nhận thức nội tâm. Cả nhà mình hãy nhớ nhé, nó là một trạng thái nhận thức nội tâm và nó xuất phát từ sự chân thật nơi chính mình. Xuất phát từ nghe, thấy, nói, biết, không dính mắc vào lớp tánh, lớp tình của nội tâm. Như vậy, theo cấu trúc con người, dưới góc nhìn của tôn giáo tín ngưỡng, thì nội tâm của lớp người, của con người có lớp tâm, lớp tánh, lớp tình. Lớp tâm của con người ấy thì có ý nghe, ý thấy, ý nói, ý biết. Vâng, khi mà chúng ta đón nhận thông điệp bằng ý nghe, ý thấy, ý nói, ý biết từ ở trong tâm của mình, thì đó, chính khi đó chúng ta khởi được tánh không, tức là chúng ta nhận thông điệp bằng cái tánh chân thật ở nơi chính mình, bằng cái lớp tâm của mình. Đó, khi đó thì chúng ta sẽ có được cái trạng thái nội tâm của chúng ta. Đó là an vui. Và an vui là một cái trạng thái nhận thức nội tâm mà khi đó tánh tham, tánh tưởng về tài hay về sắc hay về danh hay về thực hay về thùy được buông dừng, được thôi dứt. Tức là trong nội tâm của con người, ngoài lớp tâm thì có lớp tánh thì có 16 tánh người, đó là thọ, tưởng, hành, thức, tài, sắc, danh, thực, thùy, tham, sân, si, mạn, nghi, ác, kiến. Trong đó tham và tưởng là trọng điểm của tánh người. Do tham và tưởng về tài, về sắc, về danh, về thực hay về thùy
mà nó sẽ quyết định mức độ cấp độ của sân si mạn nghi ác kiến và sẽ quyết định chúng ta thọ cái gì, thức thế nào và hành ra sao. Cho nên khi mà chúng ta nhận được cái sự an vui ấy, cái trạng thái là cái trạng thái nội tâm của chúng ta khi đó, tham tưởng của tính tánh người của chúng ta nó được buông dừng thôi dứt hết. Và khi đấy cái biểu hiện vật chất của chúng ta ra bên ngoài ấy, là cái trạng thái nhận thức nội tâm của chúng ta biết chúng ta đang nghe, biết chúng ta đang thấy, biết chúng ta đang nói và biết chúng ta đang biết cái gì. Đó, bây giờ Luận sẽ chia sẻ cái bảng này và bây giờ Luận sẽ viết cho vẽ cho chúng ta nhé. Đây Luận sẽ có một cái tam giác như này. Luận gọi là tam giác hiện thực về an vui. An vui. An vui. An vui thì chúng ta sẽ có ba cái góc. Góc giả sử ở đây Luận Luận gọi cái trong cái hệ quy chiếu gọi là tam giác hiện thực ấy, thì góc này gọi là góc thông tin, góc năng lượng và góc vật chất. Thì an vui là một cái khái niệm mà nếu như mà chúng ta không có vật chất hóa nó lên một cách rõ ràng được ấy, không làm rõ được ở ba góc thông tin, năng lượng, vật chất ra, thì nó sẽ là một cái khái niệm rất là mơ hồ, mà khi đấy những người khác chỉ biết cái khái niệm về an vui, biết an vui, nói với nhau là an vui thôi, như thực tế như thế nào thì không ai biết. Khi mà Luận vẽ cái tam giác hiện thực về an vui như thế này thì chắc chắn chúng ta sẽ nhận được ngay cái an vui của chúng, an vui là gì, và khi chúng ta hiểu được điều này chúng ta dễ dàng chúng ta có được cuộc sống an vui nhé. An vui đầu tiên ấy là nó đến, nó là một cái trạng thái nhận thức nội tâm xuất phát từ sự chân thật nơi chính mình, tức là khi đấy chúng ta thông điệp vào ấy, chúng ta xuất phát từ cái sự chân thật, chân thật, sự chân thật này ấy chính là ý nghe, ý thấy, ý nói, ý biết. Đó, ý nghe, ý thấy, ý nói, ý biết. Và khi mà chúng ta nhận những cái thông điệp từ bên ngoài vào bằng cái sự chân thật nơi chính mình, bằng ý nghe, ý thấy, ý nói, ý biết ấy, thì cái trạng thái nội tâm của chúng ta ấy là chúng ta ham tưởng về tài sắc danh thực thùy của chúng ta được buông dừng thôi dứt. Cho nên Luận viết cái góc năng lượng của chúng ta là buông dừng thôi dứt. Đó. Và vật chất biểu hiện ra ngoài ấy là khi đấy bản thân của mình có được cái sự an vui ấy, thì mình chỉ biết mình đang nghe, biết mình đang đang nghe, đang nghe. Biết đang biết. Biết mình đang nói. Biết mình đang nói. Tức là mình hoàn toàn kiểm soát được con người mình đấy ạ. Biết mình đang thấy cái gì. Biết mình đang thấy. Đó. Đấy là một cái trạng thái rất là tuyệt vời, trạng thái an vui. Một cái trạng thái, đây là một cái trạng thái rất là tuyệt vời một con người của chúng ta. Khi mà chúng ta nắm rõ được cái tam giác hiện thực này rồi thì chúng ta có thể nhận được an vui ngay ở trong cái cuộc sống thực tại này của chúng ta, mà chúng ta không cần phải dụng tâm ngồi ngồi thiền, hoặc là dụng tâm tu hành khổ cực để đi tìm cái sự an vui này. Thì qua cái phần chia sẻ ngắn ngày hôm nay ấy, thì
luận rất là mong muốn chúng ta thấu hiểu được an vui là gì, an vui là gì, và chúng ta nhận được ngay cái tam giác hiện thực an vui này để cho chúng ta có được ngay an vui trong cuộc sống. Quý vị hãy chia sẻ điều này cho những người khác được biết và đăng ký kênh YouTube Luận Japan, chia sẻ video này để đón xem nhiều những cái chia sẻ khác nữa. Chúc tất cả nhà chúng ta nhận được cái sự an vui ở trong cuộc sống này để cho cuộc sống này của chúng ta nó tốt đẹp hơn. Khi mà chúng ta nhận được cái sự an vui này, nhận được cái trạng thái an vui này trong nội tâm ấy, thì nội tâm của chúng ta cân bằng, sức khỏe của chúng ta về mặt sức khỏe tinh thần cũng rất là tốt. Về sức khỏe thể chất nó cũng sẽ được hỗ trợ rất là nhiều, bởi vì trạng thái điện từ trong cơ thể con người của chúng ta cân bằng. Khi mà ở trạng thái an vui thì điện từ trong cơ thể cân bằng và nó sẽ hỗ trợ cho cái quá trình tế bào của chúng ta nó sẽ trao đổi chất rất là tốt. Cái điện từ màng tế bào sẽ mở ra giúp cho cơ thể vật lý của chúng ta, các tế bào trao đổi tốt này. Rồi ở trong cái trạng thái an vui này, theo như cấu trúc con người ấy, thì sẽ kích hoạt được cái tổng nhận thức của chúng ta ra để cho chúng ta học hành và làm mọi điều nó được thuận lợi. Đấy, cho nên là mình thấy được rằng là cái điều an vui này là mình khi mình nhận được ấy, mình biết được ấy, là mình trách nhiệm của mình phải chia sẻ cho những ai có duyên xem cái video này và nhận nhận được cái sự an vui này. Vâng, để cho cái cuộc sống này của chúng ta nó nhẹ nhàng hơn. Vâng, nó nhẹ nhàng hơn nhé, cả nhà mình nhé. Hãy sự chân thật, ý nghe, ý thấy, ý nói, ý biết, và buông dần thôi dứt ở lớp tánh của con người. Và khi mình biết mình đang nghe, biết mình đang thấy, biết mình đang nói, biết mình đang biết, chỉ cần thế thôi, và mình thấu triệt được ba cái câu hỏi quan trọng ở đời người. Chúc tất cả quý vị có được một cuộc sống an vui. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị. Xin hẹn gặp lại quý vị ở những cái video lần sau. Bình luận rất là cảm ơn cả nhà mình ạ.